Xin chào quý khán giả đang đến với kênh của Gia Cát Lượng. Hiện tại thì bây giờ Gia Cát Lượng đang ngồi uống nước nha quý vị. Nước bây giờ cũng như họ là uống cạn rồi. Thì mình xin quý khán giả xem. Em bé bây giờ đang họ là học theo cái cách mà chạy xe nhé quý vị. Đây là cái trò chơi của bên con nít nha quý vị.